Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi nhân vật pro hơi kẻ đào vàng, mệt quá. Lại ngựa tiếng Anh lại sai mất công. Ngày hôm qua thì lâu lắm rồi, chắc phải gần một tháng trước thì mình cũng có dư 1.600 ám hiệu. Mình mở được 40 mấy cầu á. Hôm nay thì tối ngày hôm qua thì mình vô tình mình kiểm tra cái bóng đèn thì còn 1K8 bóng nữa. Mình mở nốt cho tròn 60 bóng, kiểu gì cũng được skin A mà. Cho nên là cố gắng mở mong ra vui mà không ngờ nó ra nhân vật skin của kẻ đào vàng. Hơi hụt hẫng một chút, tại vì mình rất thích gu luôn, nhưng mà cuối cùng đi ra đào vàng thì cũng được. Quan trọng là nhân vật này mình cũng có phụ kiện rồi, cũng có đầy đủ emote rồi, cho nên là cho cái gì nhận cái đấy. Nhưng mà trong lòng vẫn buồn, thích gu hơn. Trận này kết thúc sớm thì mình sẽ làm thêm một trận về cái nhân vật kẻ đào vàng với bộ skin kia cho bạn cùng xem luôn. Nói chung là cái bộ skin đội nón kỳ lân rồi mặc đồ khá là giống trẻ con, rất là đẹp. Hunter đang dí lính thuê khắp một dòng sông. Vừa rồi mình cũng vừa về nhà xong 2 tiếng đồng hồ đi xe máy. Trời thì rất là nắng. Ngoài Hà Nội nghe thấy trời mưa to đúng không? Mình rất thích luôn á. Lâu lắm rồi, trong miền Nam mình chưa có một cơn mưa khủng bố nào cho nó mát luôn á. Mình núp đây xem được. Chắc là núp, nếu mà các bạn núp đây chắc Hunter nó cũng sẽ thấy đâu. Mình nghĩ vậy, tại vì có cái chấm đỏ nó hiện lên trên cái bản đồ kìa. Đào vàng sửa máy cũng rất là nhanh. Nhưng mà Hunter đứng gần là cái thanh hiệu chuẩn nó sẽ bé lại, rất là dễ hụt. Đâu rồi? Hôm nay mình gặp bộ skin COA của Jack, rất là đẹp. Cẩn thận gió nha. À, thanh niên đi qua đây. Tay có gió rất là sợ luôn, đặc biệt lát nữa tăng hình nữa cơ. Chả biết đường nào mà lần. Hụt nha. Né. Ui, không được rồi. Trẻ đứa thư. Ngày mai mình sẽ cố gắng làm thêm nhân vật Lucino, bộ skin cây sáo gì đó với nhân vật Botman, hai nhân vật trang phục A cực kỳ đẹp. Nhưng mà bạn nào mà sợ lỗ ấy, cái bộ trang phục của nhân vật Lucino nhiều lỗ quá, mình nhìn cũng rất là rợ. Sợ làm sao ấy. Đi vòng qua đây. Ba cái máy nổ rồi vẫn chưa ai qua lên ghế cả. Ôi rách lạc dấu của mình rồi. An toàn, có vẻ rất là an toàn rồi đó. 4 máy nổ rồi. Sửa máy như thần vậy. Em mốt hưng phấn nè, phải không? Hôn em đi, đừng ngại ngùng. Mình học từ thứ hai cho tới sáng thứ năm, sau đó là được về. Trời ơi, về nhà là có máy lạnh nằm nó mát. Về nhà bật âm ở cái gì 18 độ lên nằm. Có máy lạnh thì sẽ có 17 độ nữa cơ. Nhưng mà máy lạnh bên nhà mình chỉ có 18 thôi là quá lạnh rồi. Khi nào cảm thấy lạnh quá thì chúng ta sẽ bật lên 26, 27 độ là vừa. Là có một giấc ngủ ngon rồi. Mà rất là hay nha, bật máy lạnh lên là không thấy mũi đâu hết trơn. Bọn này chắc là sợ lạnh hay sao ấy. Không phù hợp với cơn gió lạnh, cho nên là có khả năng là chúng nó không dám vào máy lạnh rất là nhiều. Chỉ có mấy cái con thạch thùng với lại nhện đồ á thì nó lì lắm các bạn. Vừa gớm vừa lì. Ô, nổ máy ra kìa, nhanh nhờ. Ok, để mình đi vòng qua đây mở cổng. Nổ máy hay quá. Tôi dòng Botman xui rồi. Sang tuần mình sẽ đi làm hồ sơ để vào trung tâm dạy thêm đây 20 ngày.
Thì những câu chuyện mà kiểu như là đi dạy thêm của mình kể dong dài suốt clip này sang clip nọ luôn, mãi nó vẫn chưa có hồi kết. Nói chung nó dài lắm. Cứ chỉnh chỉ hoãn, hôm nay tao làm, ngày mai rồi làm, tuần sau làm. Cứ hẹn hò suốt rồi cũng mãi công việc nó vẫn chưa xong. Ôi lính thuê. Ai. Làm sao đây cơ chứ? Ở chủ tế kìa. À, hương sư, mình nhầm. Nó vẫn chưa ấy mắt đỏ, ra là chết liền luôn á. Úi chết rồi. Cứu. Rồi hay quá. Cứu lính thuê. Ui. Cố lên. Ủa, không được rồi, không kịp rồi. Cứu. Mình có mắt đỏ. Ôi. Ui may quá. Ủa mình có nhánh 6 giờ chứ, quên. Tự nhiên mình có mắt đỏ, nghe hài quá. Phải nói là Hân có mắt đỏ. Không kịp rồi. Không kịp thắng rồi bạn Hunter ơi. Bọn mình có nhánh 6 giờ chạy kịp ở đây rồi. Wow. Ô Jack đánh nhẹ nè, bảo sao mấy bạn bị bully quá trời luôn. Nè cái bộ skin mình mở ra đây nè, chán ghê, nhưng mà không sao, nó cũng đẹp, cho nên là cũng chấp nhận được. Lúc mà mình quay được thì mình cũng rất là hết hồn. Cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì chắc chắn 60 cầu là sẽ ra bộ skin A rồi. Nhưng mà sau này là kiểm tra có phụ kiện, xong rồi có emote nhảy rồi nằm rồi hôn má linh tinh thì thôi cũng đỡ tủi thân. Nhìn rất là giống trẻ con. Cái màn dạo đầu thì có thể là nhìn hơi buồn, khóc lóc cái gì đấy. Thanh hiệu chuẩn rất là ngắn. Và nam châm thì các bạn ném ra không đổi chiều thì nó sẽ hút, đẩy chứ. Mà đổi chiều nó sẽ hút. Rất là quan trọng nha, các bạn cần phải rõ nguyên lý hoạt động của nam châm. Để có thể hút, đẩy với những nhân vật Hunter. Và lưu ý là đừng có ném vào đồng đội nhé, tội nghiệp họ. Đấy, lại hù được kìa. Hôm nay mình chơi với Mickey, anh Hiếu luôn, chủ đích. Lâu lắm rồi mới mời được chơi, tại vì hai người bận việc cái gì á, khổ. Ok, máy của mình truyền ai nổ cho rồi. Để mình sang đây mình không hết. Trận này mình mang nhánh 6. Không lo lắng đồng đội có thể lên ghế có thể cứu được. Ôi xong, mình sang kia mình không hết thì mình đi cứu. Những cái con bét mà nó bay bay kiểu này khá là khó để mình có thể nhìn map, nó cứ chắn cái tầm nhìn của mình ấy. Dù biết là nó bé bé thôi nhưng mà mình cũng quên đổi, nhìn khó chịu quá. Lắm lúc đang hiệu chuẩn mà nó cứ bay dính một cái thanh hiệu chuẩn, thế là hụt mất. Trời. Ôi. Thôi nha, chém bóng hụt nha. Ba máy xong rồi, cố lên. Hầm ở đây rồi. Ôi xong, tiêu rồi. Đang nối máy. Thanh niên nối máy trong phút giây cuối cùng. Ôi không kịp hút rồi. Trời chán ghê. Buồn quá. Để mình hút. Rồi, tuyệt vời. Phải làm sao đây. Rồi, chạy đi.
để mình hút thêm phát nữa này. Rồi chạy đi, chạy đi, nhanh lên. Nó bị mất cái bóng rồi, nó bị mất cái bóng rồi. Cố gắng đỡ đòn cho Snow, Snow lên ghế lần nữa là chết. Ủa nó không dí mình các bạn. Nó dí prisoner thôi. Trời ơi, thanh niên xui rồi. Thôi xong, xui rồi, xui rồi. Ôi cẩn thận cái bóng nha. Cố lên, cố gắng nhây, khi nào mà còn được một cái nam châm nữa thì chơi. Ồ nó đi đường này nó ra. Được một nam châm rồi nè. Đừng đứng nhảy, đừng có nhảy. Ui xui rồi. Nó chặn đường kiểu đấy khó lòng thoát. Rồi chạy đi, chạy đi. Không thể thoát được. Không thể thoát được. Giết cho bằng chết luôn. Ui trời ơi, pha kéo thần thánh. Nổ máy thôi, nổ máy thôi. Ok, anh Hiếu sửa máy xong rồi. Mình sẽ đi qua kia, mình mở cổng. Chỉ cần nhanh một chút nữa thôi là cái máy đã nổ rồi. Nhưng mà rất là tiếc, không thể được. Mà không sao, không sao. Đi qua đây, đi qua đây, qua đây mấy anh ơi. Đâu rồi? Vẫn chưa thấy dấu hiệu ai tới đây cả. Đâu hết rồi biết. À đây rồi, đây rồi. Cái mốt xịn chưa? Mình còn cái nam châm. Đây đây. Sợ bị hút, sợ bị hút. Thôi mình thoát đây, nhây cổng là ngu người đó. Mà đam nó dễ đặt kèo lắm. Ok, và mình sẽ kết thúc video clip đây và hẹn gặp lại các bạn ở trận đấu lần sau. Nhớ ủng hộ channel của mình nha. À, ngày mai mình sẽ làm về Lucino và Postman. Hẹn gặp lại. Bye bye.